Xuân Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê auto trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một đôi ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật những video clip, những báo giá sản phẩm auto bãi mới nhất mỗi ngày. Hôm nay em Đạt Trần lại lên sóng cho các bác một cặp loa siêu phẩm, cặp loa Anh Quốc, cặp loa chân dài BWKDM630i. 630i là phiên bản cải tiến, phiên bản nâng cấp của dòng 630 trơn, cho chất âm cải thiện rất nhiều. Đây là một cái dòng loa sản xuất tại chính quốc đất nước Anh và gọi là hàng Anh nòi các bác ạ. Cặp loa này thì ra đời vào những năm 1993, năm 1994 với thiết kế dạng cây cột. Cặp này thì có kích thước tổng thể chiều cao 86, chiều rộng 24 và chiều sâu là 41 cm. Cấu hình mỗi loa mỗi thùng gồm một bát 20, một mít 20 và một chép đom. Cái loa này thì hậu nó sâu tới 41 cm cho một cái dài trầm vô cùng là thuyết phục. Tiếng bát đánh mềm sâu và rất là uy lực. Cặp loa này thì cân nặng của nó lên tới 40 kg cho cả cặp loa, trở kháng 8 ohm, công suất là 150W cho một thùng và rất là dễ dàng phối ghép âm đi các bác nhé. Tình trạng cặp loa này về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc cũng như là zin nguyên bản, em mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát được độ đẹp của cặp BWKDM630i. Cặp này thì có thiết kế với cái màu lông chuột màu xám đá rất đẹp, có những cái vân gỗ nổi khối trông vô cùng là bắt mắt. Hình thức em nó còn đẹp xuất sắc và zin nguyên bản này, thùng vách góc cạnh còn rất là đẹp luôn. Đấy, có các cái hình nổi khối vân gỗ màu này màu xám đá rất đẹp luôn. Rồi đến tuyến loa em này đẹp căng mọng luôn. Đấy, đẹp xuất sắc. Loa chép chưa một vết cấn móp, còn đây là loa mít. Dòng này thì sử dụng gân cao su và đây là gân zin các bác nhé, màng carbon gân zin, gân này được dập liền vào màng gân zin làm rất đẹp. Đấy, loa bát cũng thế, rốn loa cũng bằng rốn cao su zin, các bác không sợ bị móp các cái rốn này. Đấy, đặc biệt là loa chép rất đẹp. Đấy, loa chép rất đẹp. Đây là một cái cặp loa đẹp xuất sắc và hàng về thì số series hai thùng lại liền kề nhau. Đấy, dòng 630i thì nó có cái tem chữ Y ở đây, một cái lỗ thông hơi, chúng ta có thể là tháo ra lắp cái ống này vào, nó sẽ thay đổi âm trầm theo cái ý muốn. Phần cọc loa là cọc loa bằng đồng. Đấy, có cắm cọc bắp chuối mà các bác cũng có thể vặn dây được và nó đánh cực cầu bi quay. Cọc này thì made in England và số series hai thùng nó là liền kề nhau và rất là quý hiếm. Tiếp theo thì em mời các bác chúng ta sẽ quan sát tiếp cái cấu hình tuyến loa bên này, rất đẹp. Đôi này thì đẹp rồi, xuất sắc rồi, căng mọng rồi, các bác không phải nghĩ. Đấy, các cái viền này của nó còn rất sáng này, nó chưa bị xỉn theo thời gian và cái màng loa còn đẹp và căng mọng, gân guốc còn zin nguyên bản. Cái màng của nó chảy tia đây, các bác thấy không ạ, soi đèn và nó chảy tia luôn. Thùng vách góc cạnh còn rất là đẹp, kể cả phía sau cặp loa, cầu bi quay còn đủ cả. Tiếp theo thì đến cái phần e căng, em này thì có cái e căng của nó cũng là cái màu giống màu vỏ loa, bên trong thì nó sử dụng cái khung nhựa zin, thì chúng ta dễ dàng vệ sinh giặt rửa nếu như là cái e căng nó bị bụi bẩn. Một cái cặp loa khá hay, một cặp loa rất hay, bên Shop Đạt Trần đã bán khá nhiều những cái dòng loa này rồi và nhận được những cái phản hồi rất tích cực của các bác. Hôm nay thì Shop về được một cặp. Cặp loa này thì Shop có giá bán 12.900.000 đồng không bao gồm phí ship. Bác nào có nhu cầu hãy alo cho em. Shop bên em với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. 12.900.000 đồng cho cặp loa BWKDM630i. Các bác lưu ý đây là đời y chứ không phải đời trơn nhé. Âm sắc rất hay. Các bác chúng ta cùng nhau đeo tai phone vào để chúng ta cảm nhận thưởng thức chất âm của cặp này. Cặp loa này cho một âm trầm xuống sâu lắm, mềm mại. Phần trung âm ngọt ngào là thế mạnh của dòng loa Anh Quốc, đặc biệt tiếng chép nó rất tơi, rất bông, chi tiết và nhuyễn.
lời. Có lời để các bác chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm của cặp loa này. Một cái ca khúc của ca sĩ Hoàng Tùng Vinh. Các bác hãy lắng tai nghe để có thể thấy được cái âm trầm và ánh tròn trịa sâu lắng. Tiếng rất tốt luôn. Chất âm rất hay và cặp này thì phù hợp với khả năng chơi đa thể loại nhạc. Mức giá rất tốt, 12.900.000 đồng. Các bạn nào có nhu cầu hãy alo cho em. Cặp loa Anh Nòi, cặp loa Anh Quốc, xứng đáng đồng tiền bát gạo. Xin nhớ.
nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xoáng buông dài, lời yêu đương vẫn dót bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai. Đến xuân xin ước hẹn ngày mai, nuối thơ đi qua. Vâng, thưa các bác, cầm loa BVKDM630Y, một dòng loa Anh Nòi sản xuất tại đất nước Anh Quốc. Sản phẩm có mức giá bán 12.900.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho em. Bây giờ thì em sẽ chuyển qua thể loại nhạc rumba để mời các bác chúng ta cùng thưởng thức. Các bác chúng ta cùng nhau lắng tai nghe cầm loa nó có thể chơi đa thể loại như thế nào, tiếng nó hay, chất lượng như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Các bạn Trần xin cảm ơn.